xin giảng câu này, phải đọc lại: lúc sống uổng phí tâm ngàn vạn, chết rồi hai tay trắng buông xuôi. Đêm ngày loạn buồn vui tan hợp, thọ yếu nghèo giàu cũng thế thôi. Nghĩa là thế nào? Bây giờ chúng mình cứ nhìn một con chim, cái con chim nó bay kìa, nạn tội nghiệp nó. Mỗi khi mà nó đi kiếm mồi nuôi con, nó kiếm, nó đi bao nhiêu xa, nó bay đi bao xa kiếm, nó kiếm được một con sâu. Nó lại thực ra làm gì có chỗ, có túi để nó để, tay nó cũng không cầm được. Đã. Nó cắp vào cái mỏ, nó phải bay về đến tổ, nó mớm cho con, xong lại bay, bay đi bao nhiêu vườn được các nơi, bao nhiêu chỗ mới lại tìm được một con sâu nữa, để bay về. Mỗi một đứa con như thế, mỗi ngày phải mấy con sâu, mà mấy đứa con mỗi ngày bao nhiêu chuyến bay đi bay lại, mà nó chỉ có mỗi một cái mỏ, có một cái mỏ để nuôi con, chứ đâu có tay để bồng bế. Thế rồi có mỗi một cái mỏ để làm tổ, cứ đi cắt từng cái cuộn, cái ngọn cỏ đó, hay là cái lá khô đó, cắt từng cái nho nhỏ về làm được cái tổ. Có nghĩ bao nhiêu công lao, bay đi bay về, bay lên bay xuống, bao nhiêu công lao mới được cái tổ, bao nhiêu công lao để nuôi con. Còn chúng ta bây giờ có hai bàn tay và muốn cái gì cầm, thì bây giờ cứ so sánh cái hoàn cảnh của chúng ta có hai cái tay thôi với những cái con chim ấy. Nếu con chim ấy mà nó được cái cánh tay của chúng ta đó, thì các con nghĩ là nó mừng biết nhà nào. Cho nên rằng với nó, chúng ta là người có phúc đức, phải không? Thì chúng ta may mắn biết nhà nào, ấy là có hai cái tay thôi. Vậy thì chúng ta cứ có hai cái tay đây ấy, chúng ta đã là người có phúc sung sướng tương đối với con chim biết là bao nhiêu. Mà chúng ta không thấy cái hạnh phúc của mình, phải cứ trong cái lúc mình có hai bàn tay làm việc được đủ thứ, cầm nắm được bao nhiêu thứ, mà chúng ta hãy còn buồn phiền, không bằng lòng cái này, không bằng lòng cái khác. Thế cho nên là chúng ta uổng phí. Có phải trong cái lúc mình có hai bàn tay của con người, mình tương đối với con chim như thầy vừa nói, thì có phải mình hạnh phúc hơn con chim không? Mà bây giờ mình lại không nghĩ đến cái hạnh phúc của mình ấy. Mình ngồi mình trách cái cô A, cái cô ấy ngắn, cái bà B, cái bà ấy dài, mới lại chị C, chị phải, cô D, cô ấy trái, cứ cả ngày mất thì giờ những cái việc ấy. Vậy các con có uổng phí cái hạnh phúc làm người của mình không? Đấy. Thế cho nên đấy là thầy nói một thí dụ nhỏ đấy. Chứ còn những các vị, người ta phát minh ra cái tàu bay, người ta phát minh ra cái xe hơi chạy, ta phát minh ra bao nhiêu những các cái lợi ích cho thế gian, do đâu mà người ta phát minh được? Bởi vì người ta có cái tâm sáng suốt của loài người, ta có cái trí óc của loài người, ta biết dùng cái trí óc, thì đấy người ta làm được bao nhiêu việc lành, bao nhiêu cái hay. Cũng như chư Phật Bồ Tát, các ngài thành hiền làm thánh, các ngài lợi ích cho bao nhiêu mọi người. Đấy. Còn chúng ta thì cái tâm cứ đem đi để nay buồn, mai giận, mai tức, toàn những cái chuyện đầu ruồi tay ếch cả, thì những như thế chúng ta có uổng phí không? Thế cho nên tổ mới nói là sống thì uổng phí như thế. Chợt một cái đời người nó không bao lâu, chợt một cái ấy, nằm ở trong quan tài ấy, thì hai bàn tay buông xuôi, kia có làm được cái gì nữa không? Bao những cái mà chúng ta có thể làm được trong đời sống, chúng ta bỏ qua vô ích. Thế rồi tới cái ngày nào đó hai tay buông xuôi. Bây giờ đây không để thì giờ mà học mà tu để làm hiền làm thánh, lợi ích cho thế gian, mà cứ đêm ngày loạn buồn vui tan hợp. Buồn cho nó lại hết lại vui, khi tan ấy thì buồn, khi hợp ấy thì vui. Thế như ở thế gian này cứ như vậy có ích gì? Thế đấy, thế cho nên đây tổ mới nói rằng người sống lâu kẻ chết non, người giàu kẻ nghèo, chung quy cũng cứ như vậy, là đêm ngày loạn, chỉ buồn vui với những chuyện tan hợp này, phí cái